Chào bà con, lại gặp bà con nữa rồi. Tối đêm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con một nhân vật rất là nhiều chuyện, mà có nhiều cái chuyện ly kỳ hấp dẫn, bảo đảm rùng mình rỡn ốc luôn á. Đó là cháu của tôi. Trời ơi, nó có nhiều chuyện lắm. Nó nhiều chuyện đến nỗi mà tôi tưởng đâu á là nó lên Sài Gòn nó học, đi học cái trường gì diễn viên sân khấu điện ảnh gì đó, mà không biết sao cái tiếng nó đổi qua kỹ sư. Giờ nó học kỹ sư nha. Hồi nhỏ đó nó chạy qua đây nó kể chuyện hoài à. Đúng ra là tôi lớn nè, tôi phải kể chuyện cho nó nghe. Mà thiệt sự nha, tôi còn ít chuyện hơn nó nữa. Mới thấy nó nhỏ chạy qua đây, bây giờ nó sắp xỉ nó muốn cưới vợ luôn rồi. Chú đây. Trời. Con tới nè. Trời đất ơi, tự nhiên ban đêm ban hôm con về sau con hù hết hồn hết vía à. Trời, mày dọt qua đây lẹ vậy mày? Con tắm qua liền luôn. Qua liền luôn hả? Dạ, nôn kể quá trời luôn. Trời ơi, nôn kể hả? Dạ. Trời ơi, nhiều chuyện ly kỳ chứ. Mày làm tao cũng nôn theo mày à. Ê, rồi. Ê, mày khoan. Kể liền mà trước khi kể, uống miếng nước. Mày uống trà được không? Dạ được. Rồi uống trà đi con. Uống trà xong kể cho nghe nè. Uống trà nghe. Rồi bay ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi. Tưởng chưa ăn, tao dọn bay ăn. Dạ. Ê, mấy cái chuyện tâm linh đó tao nghe tao nôn lắm đó. Mà tao đã nôn mày còn nôn tao nữa. Uống cái đi, uống thấm giọng con. Rồi thấm giọng rồi đó, vào rồi sao, chuyện gì? Dạ cũng không có gì đâu chú hai ơi. Kiểu như là con học ở trên Sài Gòn thì con ở ký túc xá thì cũng có nhiều chuyện lắm, mà công nhận là chỗ nào mà đông người ở là nhiều chuyện tâm linh lắm luôn á. Đúng rồi, chỗ nào có người là chỗ đó có tâm linh đó con. Rồi sao kể nghe. Trời chú hai biết không, cái ký túc xá của con á nó rộng tới 400.000 m². Trời ơi, cái ký túc xá của con ở gì mà nó rộng dữ tới 400.000 m² dữ vậy? Đúng rồi, mà nó chia nhiều tòa lắm, nó được đặt tên theo cái bảng chữ cái luôn, ABC luôn. À là nhiều tòa. Dạ. ABC. Nhưng mà ký túc xá của con á là trai ở riêng trai, gái ở riêng gái hay là ở chung nhau? Trời ơi, tất nhiên là phải ở riêng rồi, cái nào tòa nào của nam thì nam ở, tòa nào của nữ thì nữ ở chú hai. À, vậy dạ. Nhưng mà nha, đặc biệt luôn là cái tòa H là cái tòa của nữ ở, là cái tòa đó chuyên gia xảy ra chuyện luôn. Ồ, vậy hả? Dạ. Mà chuyện gì? Ở đó có một cái tầng là cái nhà H, mà nói tầng số 10 nha, nó có một cái phòng là quanh năm là đã luôn đóng cửa và tối đen luôn, không ai ở hết. Nhưng mà lâu lâu nha, đi ngang qua thì có nghe tiếng khóc, có nghe tiếng la, có nghe tiếng rên. Ngày xưa ở đó, cái năm mà nó đang say á, thì có một cái bạn đó là bạn nữ, xong rồi nghe đâu là bạn đó lên đó kiểu như là tò mò thôi, thì vô tình là bị mấy người thi công công trình á thì bị hãm hiếp, xong rồi bạn đó kiểu như là chắc bị áp lực quá ông ơi, ám ảnh á, xong rồi cũng treo cổ tự tử trên đó, là từ đó là cái phòng đó nó đóng hết luôn. Ê, là cái cô nữ đó là treo cổ chết ngay ở lầu 10 luôn á hả? Dạ đúng rồi, chết luôn, xong rồi từ đó là cái phòng đó nó bị niêm phong luôn, là lâu lâu người ta đi ngang qua thì người ta nghe tiếng khóc, lâu lâu cái người ta nghe tiếng rên, thì nó cũng nói chung là đáng sợ. Ta còn thấy mấy cái bóng đèn đỏ trong đó nữa. Ôi, nó cứ đi qua đi lại á, xong rồi thấy cái bóng đèn ở trong cái đúng rồi, nó cứ nhấp nháy mà phòng đó thì đâu ai ở đâu. Rồi sao nữa? Rồi cũng còn nhiều chuyện lắm. Con có một nhóm bạn là bạn nữ nha, thì đợt đó là nó cũng đăng ký ở ký túc xá luôn, thì nó vô nó nhận phòng đó là phòng 4 người, nhưng mà có 3 người ở à. Xong rồi cái nó vô là nó cảm nhận liền luôn, là nó nói với con là cảm như nó cứ lạnh á, cứ cảm giác như là ai cứ nhìn mình hoài luôn á chú hai ơi. Đó thì bạn con nó thích đi ra đi vô á, xong rồi nó ở tầng dưới, thì nó lúc mà nó vô nó nhận cái giường đó, nó nhìn lên thì cái tầng trên nó lại ở dưới cái giường đó, thì nó lại có một lá bùa, thì nó mới tò mò nó mới lấy ra nó xem. À thì là trong cái phòng đó là vô là thấy có cái lá bùa đó trong sẵn luôn. Dạ đúng rồi. Để sẵn nằm, ở trong nó nằm trong, ở dưới cái giường luôn. Nằm ở dưới cái giường. Ủa dạ. Mà sao nó thấy nó nhìn. Tại vì nó ở tầng dưới này, nó nằm thì nó nhìn lên như vậy. À mấy cái giường tầng. Dạ đúng rồi, giường tầng. Nó thấy hả? Dạ đúng rồi. Rồi nó mới lấy ra nó xem, xong rồi từ cái ngày mà nó lấy lá bùa đó thì nó cứ bị nó ốm, trong người nó cứ xanh xao, mà một tuần á nó sụt 3-4 kg luôn, là nhìn nó hốc hác mà nó xanh lét luôn. Rồi sao nữa? Xong rồi nó mới hoảng loạn quá, nó sợ quá, xong rồi nó gọi về cho mẹ nó, thì mẹ nó kêu là cũng như là mình ở đó thì mình cầu xin người ta á, thì nó trả lại chỗ cũ, xong rồi cái nó cũng làm như mẹ nó nói thì không, khoan
còn nó trả lại chỗ cũ là nó trả lá bùa lại. Đúng rồi, nó vẫn để lá, lá bùa lại chỗ cũ á. Nó vẫn để lại chỗ cũ là. Dạ. Thì nó cũng cầu xin người ta ở đó, thì qua một vài ngày thì nó bắt đầu cảm thấy nó khỏe hơn. Khỏe lại. Dạ. Rồi sao nữa, kể tiếp. Xong rồi nha, còn một vài chuyện như là rơi thang máy này. Khoan, rơi thang máy là làm sao con? À, chú Hai thấy mấy cái cảnh trên phim không? Thang máy mà nó rơi tự do á. Rồi, nhớ rồi. Trời ơi, có một lần coi cái phim phim gì đó. Dạ. Phim Mỹ nha. Rớt cái thang máy xuống cái mấy người đó nó như đứt dây hả con? Dạ. Là hôm đó là kiểu như học kỳ hè. Học kỳ hè thôi. Thì mấy bạn thích muốn về quê nghỉ ngơi thì về, còn mấy bạn muốn học tiếp thì học, đăng ký học tiếp. Thì bữa đó là tan trường ra thì cũng đi trong cái thang máy đó. Thì cũng 4-5 người gì á, xong rồi lúc mà thang máy nó đi xuống á thì tự nhiên nó đứng lại, xong rồi con nghe kể là đứng lại xong rồi nó rơi tự do luôn, xong là một cái nghe một cái rầm luôn, xong rồi 4-5 bạn nó cứ thế mà ra đi thôi. Trời ơi, cái vụ gì mà thang máy đứt gì mà sao không thấy báo đài gì đăng đưa tin gì trơn vậy con? Rồi con cũng đặt trong dấu chấm hỏi đó luôn, bởi vậy con không biết quản lý này quản lý làm sao mà không thấy báo đài gì đưa tin gì hết trơn, mà cái vụ nó cũng lớn rồi nó cứ vậy mà nó trôi qua một cách êm đẹp luôn. Mà chú Hai biết không, trường con là một cái trường nổi tiếng luôn về cái việc dọn xác. Trời, có mấy vụ nha, sinh viên nó nhảy từ trên cao nó nhảy xuống. Ê, trời ơi, một vũng máu luôn, nhưng mà chỉ cần 5 phút thôi lao công là lúc đó người luôn trong tâm thế sẵn sàng là chuẩn bị lao dọn những cái đó luôn. Có một vụ là có một bạn sinh viên đó nhảy bên cái hướng ở căng tin, không vô tình luôn là nhảy vô trúng cái thùng rác, là nhảy vô đó thì cũng đâu có sống được đâu, xong rồi lao công tới là chỉ có việc đậy nắp rồi đẩy đi thôi. Ôi trời. Dạ, làm như sắp đặt sẵn gì luôn. Dạ đúng rồi, như sắp đặt vậy đó, mà người ta luôn trong một cái tâm thế chuẩn bị sẵn sàng dọn những cái đó. Ê, thấy vậy con ở đó con có ổn không nghe? Dạ con cũng thấy hơi bất ổn, rồi 3 tháng là con dọn ra ngoài liền. À là con đi ra ngoài, cái con mướn nhà trọ hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà ra ngoài thì mới thật sự là bản thân con trải nghiệm luôn. Thì lúc trước thì con tin 50-50 thôi, nhưng mà sau cái đợt này là con tin thiệt. Ủa ra ngoài là con là người chứng kiến luôn hả? Dạ. Sao thì con ra ngoài thì con cũng đi tìm một cái trọ mới cũng gần trường thôi. Xong rồi cái trọ đó thì nó nằm ở trong một cái chợ, mà đối diện cái chợ đó luôn là cái bệnh viện về bệnh lao phổi. Dạ. Xong rồi thì nói chung là tại vì sinh viên mà chú Hai ơi, tiết kiệm tiền cũng tìm mấy cái phòng trọ rẻ rẻ thôi. Rẻ tiền để ở đó ha. Rẻ tiền để ở thôi. Con nhớ là lúc đó con ở cái phòng đó hình như có 1-2 tháng thôi là luôn điện nước rồi, nhưng mà nó cũ lắm, mà bà chủ trọ đó thì có một mình à, mà bà cũng lớn tuổi rồi, bà 60 rồi mà bà không có con cái gì hết trơn á. Xong rồi cũng không có chồng luôn. Con vô đó con ở tại thấy cũng giá cũng rẻ, mà luôn điện nước thì mình quá khỏe. Luôn điện nước 1-2 triệu rẻ. Dạ. Mới đầu vô con ở cũng bình thường. Tại vì cái phòng cũng nhỏ thì mình ở cũng bình thường thôi. Thì ở được 1 tuần cái bắt đầu con thấy sao mà càng ngày nó càng kỳ kỳ. Cái phòng con ở nha. Cái phòng đó là con ở con mình thôi. Dạ đúng rồi, con ở con mình nè. Mà cái phòng con ở là cái cửa chính nè, xong rồi đối diện cửa chính là cửa sổ luôn, là sáng nào mặt trời cũng chiếu vô á, mà trong phòng á lúc nào con đi xong con về nó cứ lạnh ngắt, nó lạnh lẽo lắm, tại mình cảm giác tại mình ở mình biết mình đi tới chỗ nào ha, mà mình thấy mà nó kỳ kỳ là rồi đó đó. Nó dạ, lạnh lạnh rồi đó, nó lạnh lạnh. Con thì con cũng biết chút về cái đó nên là con cũng cầu xin người ta, xong rồi ở vài ngày, cái kiểu như là ở vài ngày sau cái bắt đầu con về á, con đi học, sáng con đi học rồi con đi làm nữa, thì về tối mình mệt mà mình nằm mình ngủ luôn, xong rồi con cứ bị bóng đè liên tục luôn. Là bị bóng đè là có nghĩa là nhiều khi là mình nằm xuống cái mình bị gồng. Dạ mình, đúng rồi, mình kêu dạ. Trong cái vía mình gọi là mình kêu rất là lớn đúng không, nhưng mà cuối cùng là mình quay qua là nó im ru rồi đúng dạ, không đúng rồi. Không ai nghe đúng không? Trời ơi, lúc đó con cảm giác con nghẹt thở luôn á, như ai bóp cổ mình á, xong rồi con cố gắng con mở mắt ra thì con thấy một cái bóng đen. Thì con biết rồi, xong bắt đầu con niệm Phật quá trời luôn. Thì một xíu thì nó thở được. Thì bắt đầu mình lại sinh nữa. Nhưng mà tiếp tục những đêm sau con vẫn bị bóng đè luôn nha. Bị bóng đè hoài luôn, kiểu như bóng đè liên tục luôn. Mà mình đã ban ngày mình đã mệt rồi, ban đêm về như vậy nữa mình đâu ngủ được đâu. Xong rồi hôm sau mình càng mệt hơn nữa. Rồi có một ngày luôn đỉnh điểm, là cái ngày đó con nhớ là ngày rằm, ngày rằm hay ngày 16 gì đó, thì con thấy bà chủ trọ cúng quá trời đồ luôn,
gầm là con để ý, là có để ý, tại vì phòng con ở trên, phòng má dưới, thì mình đi lên thì phải đi ngang cái phòng của bà. Con thấy bà cúng quá trời luôn, cúng nhiều lắm mà cúng rất là đều đặn luôn. Xong cái ngày là ngày mùng 2 với 16 đó không? Dạ đúng rồi. Cúng không? Bà cúng nhiều lắm, bà đốt giấy tiền nhiều lắm chú Hai ơi. Xong rồi thì con đi lên, thì đêm đó con cũng thấy bình thường thôi, thì con dưới quê nhà mẹ con cũng hay cúng mùng 2 với 16. Thì ở trên đó thấy cúng thì chắc cũng bình thường. Xong đêm đó thì con đang ngủ, cái con cảm giác cái mặt con nó bị ngứa ngứa ngứa. Con không biết diễn tả sao, kiểu như là tóc mà nó rơi 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 xuống mặt mình á, mình cảm thấy nhột nhột đúng không? Dạ, nhột nhột, nó bị nhột rồi. Nhột. Nó bị nhột nhột. Nhột 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 xong mà con thấy càng ngày nó mình con càng cảm giác là nó càng kỳ cục luôn. Xong rồi mình biết là cái gì rồi mà mình không thể nào mở mắt ra được luôn. Giống như ai khều khều vậy đó. Dạ đúng rồi. Lâu lâu khều rồi lâu lâu kêu kêu mình nữa, kêu ê ê ê nữa. Mở mắt thì ra không được, mình chỉ cảm nhận được thôi. Xong cái con biết cái đó rồi. Tại vì lúc mấy lúc hôm trước là mình đã thấy như vậy rồi, hôm nay mình biết rồi. Xong cái con niệm Phật quá trời luôn. Cái tới chừng con mở mắt ra được á, thì con thấy một cái người phụ nữ tóc dài như vậy nè, mà người ta mặc bộ đồ rất là cũ luôn. Người ta đu ở trên trần nhà, người ta đu xuống. Rỡ không hết trơn chứ. Nói lại mà con còn nổi da gà luôn. Con thấy thiệt luôn hả? Dạ con thấy luôn. Thấy một người sao? Người ta đu ngược trên trần nhà, người ta đu xuống á, tóc quay đầu ngược xuống. Dạ đúng rồi. Người ta nhìn mình, người ta cười vậy nè. Nghe răng ra người ta cười luôn. Trời ơi, lúc đó con hết hồn rồi. Con hoảng quá rồi. Là bây giờ mình con không biết sao. Bây giờ lúc mình hoảng á là mình hét, lúc đó là con hét lên luôn. Hét lên xong rồi con tung, lúc đó mình tung ra được luôn. Xong mình nhảy. Nhảy đúng rồi, tung ra con nhảy ra ngoài luôn, con la làng quá trời luôn. Xong rồi mọi người thì mấy anh chị phòng trên á, người ta cũng người ta không biết chuyện gì. Dạ đúng rồi, người ta lao nghe la quá trời luôn. Xong người ta đi mấy anh chị là phòng ở trên là cũng có ở trên có mướn. Dạ đúng rồi. Có người ở luôn. Dạ có người ở. Còn nghe con la. Dạ người ta chạy xuống quá trời luôn. Bà chủ trọ bà cũng chạy ra luôn. Bà hỏi chuyện gì chuyện gì chuyện gì. Thì con cũng nói như vậy đó. Xong rồi thì cô có nói là gặp cái người đó. Dạ 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 con cũng nói vậy. Xong rồi mấy người trong chợ thì kiểu như người ta nói không có gì đâu em ơi, không có gì đâu em ơi. Dạ người ta trấn an mình, trấn an con, trấn an mình. Xong rồi bà chủ chợ thì nói không có gì đâu, ở đây bà cúng kiến đầy đủ không có gì đâu. Chắc tại mình mệt hay sao á, bà nạt nộ mình luôn. Xong rồi con thấy vậy thôi. Đêm đó là con xin ngủ ké phòng của mấy anh chị ở trên. Lên ngủ ké hả? Dạ đúng rồi, chứ mình không thể nào mình dám ở cái phòng đó nữa luôn. Thì con ở cái phòng chung với ở ké phòng của hai cái anh trai kia. Thì mình quay qua thì mình cũng thì tối mình cũng có kể người ta nghe như vậy đó. Xong người ta cũng nói là rồi cái người đó có sợ không? Chứ gặp chú mà con lên ngỡ ké mà con kể chuyện vậy là chắc chú chắc rồi. Chú rủ con đi ra chỗ khác ở luôn. Mẹ nó nói là lâu lâu đi ngang phòng con á, nghe tiếng rên rồi nghe tiếng, nói chung là nghe tiếng xì xào ở trỏng á. Gì ghê vậy? Dạ mà con đâu có biết đâu, tại vì con đi buổi từ sáng tới tối mới về thì vô mình ở trong phòng mình thôi. Thì người ta nói là trong phòng con hay có mấy tiếng động nghe lớp cớp len keng rồi nghe tiếng xì xào. Dạ đúng rồi đó. Sợ quá thì ở hết đêm đó, là buổi sau con kêu mẹ con lên xong rồi dọn đồ đi chỗ khác ở luôn. Dạ. là không ở đó nữa. Dạ đúng rồi, không ở đó nữa. Sợ quá thật sự là thấy ám ảnh luôn. Con đi ra thì cái bên nó có mấy quán hủ tiếu thì mình cũng ăn, xong mình hỏi người ta ở đây có gì không. Thì người ta nói là lúc trước con gái bà chủ trọ lúc trước bà có con gái. Dạ mình mới biết là lúc trước bà có con gái luôn. Xong rồi con gái bà không biết buồn tình hay là bị bạn trai bỏ gì đó, xong rồi nó lên đó nó ở, xong rồi nó treo cổ cho nó luôn. Dạ, mà mình không biết mình vô mình ở, xong rồi cái mình bị phá vậy đó. Nhưng mà bà chủ bà đâu có nói đâu. Dạ đúng sao rồi. Dám nói được. Sao dám nói. Nói em sợ. Dạ. Sao dám mướn thì mướn phòng. Dạ mà bởi hàng chi là bữa 16, 12 bà cúng quá trời luôn. Dạ dạ cúng mà đốt giấy tiền nhiều lắm. Trời mà thấy sao vụ đó là bắt đầu là mình mới tin vào cái thế lực này luôn. Mà tin vô cái tâm linh đúng không? Dạ. Rồi vậy là con gặp, coi như là câu chuyện của con cái là ở đằng ký túc xá đó. Dạ. Là cũng một cái cô gái. Cũng một cô gái tự tử chết. Dạ. Rồi về đây gặp cô gái cũng tự tử chết luôn.
Thiệt luôn đó chú hai, con thấy mình với thế giới của người ta kiểu như là tồn tại song song với nhau luôn. Mặc dù mình không thấy được nhưng mà người ta vẫn tồn tại xung quanh chúng ta luôn á. Đúng rồi, ở đâu có là có tâm linh, nhưng mà ở đâu mình đi mình cũng phải xin phép người ta đó. Thật sự là sao cái lần đó là con sợ luôn, là đi tới đâu thì con cũng kiểu như là mình gian giái. Dạ, mình gian giái người ta. Gian giái người ta, xin người ta con. Nhiều khi người ta nhiều khi mình lại mình không gian giái người ta buồn. Giống như bây giờ nhà con đi, hoặc là chỗ con đi, chỗ con đang làm cái chú lợi chú lấy đồ chú phá thì con cũng đâu có vui. Dạ, đúng không? Dạ. Thì cho nên là mình cũng đâu đó mình đi lại mình phải xin phép người ta. Nghe câu chuyện thì rỡ ngốc thiệt chứ. Dạ con bây giờ kể lại con còn rùng mình nổi da gà. Ê ê, uống miếng nước nữa. Nè ăn bánh đi con. Tao biết bay thích ăn bánh nè, tao lên chuẩn bị bánh cho bay nè. Nè ăn cái đi con, ăn cái đi. Rồi. Nè. Dạ con cảm ơn chú.